bây giờ bạn dâu và bạn tin đang ngồi lên ghế để chuẩn bị tham gia một trò chơi mới. Bạn nào đã đi Đầm Sen rồi thì biết trò chơi này là trò chơi gì nè, nói cho chị nghe nè. Chị sẽ nói cho các bạn biết nha. Đây là trò chơi ếch nhảy. Chú ếch này nhảy cao lắm nha các bạn. Wow, chú ếch thì kêu ộp ộp và chuẩn bị khởi hành nè. Chừng nào chú ếch mới nhảy đây? Trời đang chuyển mưa rồi. Chú ếch thì rất là thích trời mưa. Đây, chú ếch này chuẩn bị nhảy nè các bạn. Chú ếch đang đưa các bạn nhỏ lên rất là cao và chuẩn bị nhảy nè. Ộp. Bạn tin và bạn dâu rất là thích cái trò chơi này, nhưng mà không biết lát ngồi xuống thì bạn dâu có bị say không nha. Bạn tin bạn dâu đang cười nha các bạn. Chú ếch này nhảy rất là cao. Wow, chú ếch này nhảy gần tới trên luôn. Wow. Mấy bạn nhỏ rất là thích, bạn nào cũng thích hết. Ở bên đây còn có một chú ếch nữa, nhưng mà chú ếch này á thì không có hoạt động bởi vì chưa có người chơi các bạn. Chú ếch này cũng nhảy ở độ cao bằng với chú ếch bên đây. Trò chơi này rất là vui. Ếch ập. Các bạn nghe thấy tiếng chú ếch kêu không? Ở trên hàng ghế thì có 6 chú ếch nhỏ. Chú ếch màu đỏ, chú ếch màu xanh, chú ếch màu trắng. Các bạn nhỏ thì phải cao từ 1m đến 1m4 mới chơi trò chơi này được nha các bạn. Wow, bạn tin mà bạn dâu vui ghê chứ kìa. Thích lắm các bạn. Ở bên kia còn có một trò chơi. Trò chơi bông hoa. Bông hoa mọc lên rồi lại thụt xuống. Cũng tương tự như ếch nhảy. Một lát chị sẽ đưa bạn Tim và bạn Dâu qua chơi trò chơi đó để giới thiệu với các bạn nha. Trò chơi bông hoa bên đó có vẻ là rất là nhiều màu sắc. Nhìn cũng đẹp các bạn nhỉ. Rồi, đã hết thời gian rồi. Bạn Tim và bạn Dâu sẽ đi ra và mình sẽ hỏi các bạn về cảm giác về trò chơi này nha.